Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì trên tay của Duy bây giờ là chìa khóa của một chiếc xe SUV. Chiếc xe SUV này là cái chiếc xe SUV full size, một chiếc xe SUV to nhất trong cái gia đình của Mercedes-Benz. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450. Thì như các bạn đã biết á, thì chiếc xe GLS 450 này thì đã ra mắt ở thị trường nước ngoài khoảng gần một năm rồi. Và mãi đến ngày hôm nay thì chiếc xe GLS 450 mới có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì có những khách hàng bên Duy các bạn đã đặt cái chiếc xe này cách đây cũng gần một năm rồi, bởi vì là khi mà chiếc xe GLS 450 này ra mắt tại thị trường nước ngoài thì khách hàng đã đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy và đặt cọc ngay. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì tại sao mà khách hàng phải đặt lâu như vậy, cũng như là khách hàng phải chờ đợi chiếc xe GLS này? Bởi vì đây là một chiếc xe rất là đặc biệt, bởi vì với mức giá chỉ có 4,9 tỷ đồng thôi, nhưng mà các bạn đã sở hữu được một chiếc xe rất là đẳng cấp, rất là nhiều những công nghệ tiên tiến, có thể nói là bậc nhất của Mercedes-Benz. Thì với mức giá 4,9 tỷ đồng này là một cái giá, như có nói, có thể nói là đây là một giá rất là rẻ, bởi vì so với những người anh em hàng xóm chẳng hạn như là BMW X7 có thể là với mức giá là hơn 7 tỷ đồng nè, một chiếc xe Land Rover Autobiography có giá hơn 10 tỷ đồng, hoặc là một chiếc xe Lexus LX 570 có giá khoảng gần 9 tỷ đồng. Thì tại sao các bạn phải bỏ số tiền gần như là gấp đôi hoặc là hơn gấp đôi để sở hữu một chiếc xe nhưng mà chưa chắc đã vượt trội hơn so với chiếc xe GLS 450 này? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 này, một chiếc xe mà có thể nói là không có đối thủ ở thị trường Việt Nam. Ok, bây giờ Duy xin mời các bạn xem thực tế nha. Trên tay của Duy bây giờ đây là cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450. Thì với cái mẫu chìa khóa này thì các bạn sẽ không còn xa lạ nữa, bởi vì nó rất là giống so với cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz C-Class cũng như là GLC, bởi vì ở đây là thiết kế bằng chi tiết nhựa mờ các bạn. Đó, khi chúng ta cầm vào chúng ta sẽ không có để lại cái dấu vân tay. Đó. Thì cái trên chìa khóa này nó cũng sẽ có ba cái nút bấm đó các bạn. Đầu tiên là cái nút để lock cửa nè. Đó, thứ hai nữa là cái nút để mở nè. Và thứ ba là cái nút để chúng ta mở cốp. Cũng như vậy thôi các bạn, không khác gì hết. Thì khi đứng trước cái phần đầu xe này thì chúng ta sẽ cảm giác là chiếc xe Mercedes-Benz GLS của chúng ta trông rất là to, rất là hầm hố, bởi vì đây là một chiếc xe SUV full size rồi, với cái chiều dài lên đến gần 5m3. Thì các bạn thấy rồi, nó rất là to. Và khi đứng trước phần đầu xe này thì các bạn sẽ thấy một cái điểm mà đập vào mắt của chúng ta ngay đầu tiên, đó chính là cái phần mà lưới tản nhiệt nè. Lưới tản nhiệt trung tâm thì nó rất là rộng các bạn, với cái logo to kèm với là lưới tản nhiệt dạng hai nan nữa, cho nên là chúng ta thấy nó đứng trước cái phần đầu xe nó gây chúng ta một cái sự choáng ngợp luôn. Và một cái chi tiết nữa là cái cản AMG đó, các bạn thấy nè, cái cản AMG được thiết kế rất là hầm hố luôn. Những cái chi tiết lồi và lõm của cái phần mà cản trước này làm cho chiếc xe của chúng ta tăng thêm cái phần hầm hố đó. Ở đây thì là một cái chi tiết mạc rơm bóng nè các bạn.
Đó thì các bạn sẽ thấy với cái mẫu thiết kế cản AMG thế hệ mới của Mercedes-Benz thì nó rất là giống hoặc là rất là tương đồng so với những cái mẫu xe chẳng hạn như là C300 AMG nè, hoặc là GLE 450, hoặc là chiếc xe GLC 300 AMG vừa mới được ra mắt. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu. Thì khi mình đi sang bên hông như thế này thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe GLS 450 được trang bị cái bộ mâm AMG 21 inch. À, cái bộ mâm AMG này thì các bạn sẽ thấy rất là giống trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG nè, GLC 300 nè, hoặc là GLE 450. Đó, đây là cái kích thước của lớp nè các bạn, 275/45R21, có nghĩa là cái bộ mâm này là bộ mâm 21 inch. Và đi kèm với cái lớp là Continental, là cái bộ lớp này đến từ nước Đức luôn. À, quá là đẹp. Thì khi nhìn bên hông như thế này, bởi vì là do chiếc xe GLS chúng ta đang ở chế độ là gầm cao, đang ở chế độ là cái phuộc nâng cao nhất, cho nên là các bạn sẽ thấy là các chiếc xe của chúng ta cao rất là cao luôn ha. Các bạn thấy không? Nó cao ở đây, Duy nghĩ nó khoảng tầm là 15 cm, nó rất là cao luôn, các bạn thấy không? Wow. Thì thật sự các bạn, chiếc xe GLS 450 này là cái chiếc xe mà chuyên về off-road, cho nên là cái hệ thống treo của nó được trang bị nó cực kỳ hiện đại luôn. Nó sẽ phù hợp với mọi cái điều kiện đường xá luôn, kể cả là những cái đoạn đường ở một cái độ dốc rất là cao, hoặc là ở một cái độ nghiêng rất là cao. Đó, thì chiếc xe GLS này nó vẫn đáp ứng đầy đủ hết. Đó, các bạn thấy không? Cái gầm nó như thế này thì Duy nghĩ là không có cái đường nào mà nó đi không được hết á. Và tiếp theo nữa các bạn, thì do cái xe GLS 450 này được trang bị cái body kit AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó có một cái phần vè ra nè các bạn. Bởi vì sao nó có phần vè ra như thế này? Bởi vì là do cái lớp của chiếc xe GLS này nó khá là to, cho nên là chúng ta phải trang bị thêm cái phần vè này thì nó mới cân xứng với cái chiếc xe này. Còn nếu mà chúng ta không có trang bị cái vè này á, thì các bạn sẽ thấy là cái bánh nó bị lòi ra bên ngoài, nó rất là xấu. Đó, tiếp theo là cái phần bánh ở phía sau cũng vậy các bạn. Ở phía sau này thì cái vè xe nó còn nhô ra nhiều hơn so với cái phía trước nữa. Thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe GLS mà 400 2019 á, nó sẽ không có cái vè này. Bởi vì là cái GLS 400 2019 á, thì nó sử dụng cái body kit thông thường thôi, nó không có sử dụng của body của AMG. Đó, thì ở bánh sau nè các bạn, bánh sau thì kích thước nó còn to hơn rất là nhiều so với bánh trước. Đó, 315/40R21. Đó, cái bánh nó đưa ra ngoài rất là nhiều luôn. Cho nên là phần cái vè xe nè các bạn thấy không? Cái vè xe nó rất là dày. Chỗ này. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe GLS 450 này. Thì khi đứng ở phía sau thì các bạn sẽ thấy là cái phần đuôi xe của chiếc xe GLS 450 này nó sẽ rất là giống so với cái chiếc xe GLE 450 cũng như là GLC 300. Đó, bởi vì cùng một anh em mà các bạn, nó không giống ít này cũng giống nhiều thôi. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây là cái phần đèn nó sẽ được vuốt nhọn ở chỗ này. Đó, và ở đây là một cái hình tam giác ở đây và một cái hình vuông ở đây. Đó, khi mà chúng ta đi từ phía sau thì chúng ta sẽ vào ban đêm á các bạn, thì chúng ta có thể là nhìn vào cái đèn này mà chúng ta có thể là đoán được cái xe này là xe GLS hoặc là GLE hoặc là GLC 300. Quá là đẹp không? Thì GLS 450 được trang bị hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, nhưng cái hệ thống 4 bánh toàn thời gian này nó sẽ khác với GLC các bạn. Đó, thì cái hệ thống vận động cầu trước và cầu sau nó sẽ biến thiên liên tục luôn, cho nên sẽ không fix cố định giống như là GLC. Đó, GLC hiện tại bây giờ là phân bố tỷ số truyền là 55 ở phía sau và 45 ở phía trước, nhưng đối với GLS này là biến thiên từ 0 tới 100 luôn, có nghĩa là trong mọi điều kiện đường xá thì cái hệ thống mà chuyển động này á, nó sẽ phân bố hết. Chẳng hạn như trong trường hợp mà cái xe hai bánh trước chúng ta bị xa lầy thì nó có thể là truyền hết tất cả những cái lực ra bánh sau để mà đẩy cái chiếc xe lên, chúng ta lên cái khu vực xa lầy đó. Thì đối với cái chiếc xe GLS 450 này là cái chiếc xe chuyên về địa hình, cho nên nó sẽ tích hợp cái hệ thống chuyển động như thế này. Ở đây thì nó sẽ có cái chữ của GLS 450. À, các bạn sẽ thấy ở đây. Bô xe của GLS vẫn là cái bô xe được thiết kế là bô xe kép ha. Thì các bạn sẽ thấy cái bô xe này nó sẽ là cái bô giả thôi, chi tiết là bô giả. Chúng ta nhìn là chúng ta về cái hình dáng là cái bô xe thôi các bạn, nhưng mà thực sự là khói nó ra thì nó nằm ở dưới rồi, nó sẽ không có bị nóng chân của chúng ta khi mà chúng ta lấy đồ từ phía sau. Đó, khi mà di khờm xuống các bạn, như các bạn thấy nè, cái bánh xe nó to kinh khủng không?
Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cần cốp xe lên cho các bạn xem. Thì GS 450 là cái xe 7 chỗ, cho nên là cái phần cốp sau nó cũng không phải là quá rộng luôn các bạn. Đó. Bởi vì là cái cốp sau thì nó được trang bị thêm cái hàng ghế thứ ba nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một cái thảm đi theo xe nè. Thì cái thảm này là cái thảm của AMG luôn các bạn nha. Thì ở đây nó có thêu cái chữ AMG rất là đẹp ha. Thì cái thảm AMG này thì các bạn sẽ thấy trên chiếc xe C300 AMG hoặc là cũng như là GLC 300. Còn đây là một cái hộp quà mà khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được nhận. Thì cái hộp quà này nó sẽ khác với cái hộp quà mà trước đây những khách hàng mua xe của Mercedes-Benz đã được tặng. Hoặc nó chỉ khác một chút xíu là bên trong này nó sẽ có thêm một cái bình giữ nhiệt. Thì cái phần quà tặng này thì Di có cho các bạn xem ở trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 mà cái clip Di vừa mới đăng á. Thì các bạn nào muốn xem lại cái phần quà này thì các bạn có thể là xem lại ha. Di không nhắc lại cái này cũng khá là nhỏ thôi. Ok, và một cái điều nữa các bạn, ở từ cái cốp sau này thì nó đối với chiếc xe GLS này nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe khác ha. Bởi vì là ở đây nó sẽ có những cái nút bấm nè. Các bạn thấy ở đây. Các bạn thấy không? Ở đây nó có cái nút là có chữ on, có nghĩa là khi mà chúng ta gập ghế hoặc là bật ghế lên á thì cho tất cả bốn cái ghế ở phía sau luôn. Các bạn thấy không? Đó. Thì Di bấm cái nút on á thì các bạn thấy nè, hai cái hàng ghế sau cùng nó sẽ được gập lại. Đó, các bạn thấy không? Thành một cái mặt phẳng luôn. Nó rất là rộng luôn các bạn. Nếu mà chúng ta đi du lịch xa hoặc là đi những cái chuyến mà lâu ngày hơn á các bạn, chở nhiều đồ á, thì chúng ta có thể là gập nguyên cái hàng ghế này lại. Đó, hoặc là kể cả chở một cái chiếc xe đạp ở trên đây, hoặc là những cái đồ vật dụng khác nữa. Rất là nhiều, cái cốp nó quá là to. Đó, thì các bạn có thể tháo cái này ra nữa thì chở được nhiều đồ lắm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có 2L hoặc là 2R, thì để mà chúng ta đóng mở cái hàng ghế thứ hai bên trái và hàng ghế thứ hai bên phải ha. Di bấm cho các bạn xem. Đó, thì hai cái hàng ghế này nó sẽ bật lên. Đó, các bạn thấy không? Thì tiếp theo nữa bên đây cũng vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái nút bấm luôn các bạn. Để Di focus vào cho các bạn xem. Đây. Thì ở đây là một cái nút nó có chữ 3L, có nghĩa là hàng ghế thứ ba bên trái ha, hàng ghế thứ ba bên phải. Và cái nút này là cái nút mà để chúng ta hạ cái đuôi xe xuống, để trong trường hợp mà chúng ta khiêng vác hành lý á, thì nó sẽ là cái độ cao của cái độ cao của cái đuôi xe này nó sẽ không quá cao, để chúng ta mà dễ khiêng vác đồ thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Vậy sẽ bật cái hàng ghế lên cho các bạn xem. Đó, vậy thôi. Thì cái ghế của chúng ta đã bật lên rồi. Thì đối với xe GLS này á, thì cái phần mà gập ghế Di khá là thích, bởi vì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái chiếc xe GLS 400 2019. Đó, chỉ cần những cái nút bằng điện thôi. Nhưng mà trước đây thì để mà gập cái ghế của chiếc xe GLS thì nó sẽ hơi khó khăn hơn nhiều. Ok, bây giờ Di sẽ... tiếp theo nữa các bạn. Tiếp theo nữa là cái phần mà ở dưới đây á, nó sẽ được trang bị cái bánh xe dự phòng nè. À, thì GLS thì nó phải trang bị bánh xe dự phòng rồi. Tại vì cái chiếc xe này là cái chiếc xe chuyên về địa hình, cho nên là chắc chắn rồi, một điều là mình phải trang bị cái bánh xe dự phòng rồi. Bởi vì là đi xe địa hình đó, thì các bạn biết đó, là đi những cái đoạn đường xấu thì nó có nhiều đá sỏi hoặc là mọi thứ đó, cho nên là trang bị bánh xe dự phòng thì nó sẽ thích hợp hơn so với cái chiếc xe GLS này. Ở trên đây thì nó sẽ có hai cái nút bấm nè các bạn. Thì đối với những xe mà có tính năng Keyless Go đó, thì nó sẽ có hai cái nút bấm này rồi. Ok, trước khi đi vào khoang nội thất thì Di sẽ thử cho các bạn xem hệ thống một cái hệ thống rất là hay trên chiếc xe GLS 450 này, đó là cái tính năng mà đóng mở cốp rảnh tay. Chúng ta có thể đá cốp ở khu vực ở dưới này. Đó, các bạn thấy không? Di đá cốp thì cái cốp xe nó sẽ bung lên. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe GLS 450 này. Thì GLS 450 thì được trang bị cái lock cửa, mở cửa bằng cảm ứng ha. Đối với chi tiết này thì nó là có nhiều trên dòng xe rồi. Và đối với trên chiếc xe GLS này thì một điều hiển nhiên nó phải có, là điều chắc chắn là Di sẽ không cần nói tới nữa. Ok, cũng như mọi khi thì Di sẽ cho các bạn xem từ bên đây sang bên kia ha. Ở đây thì nó sẽ có được thiết kế những cái nút bấm như thế này. Đó, chỗ này là có công tắc mà để chúng ta mà chỉnh ghế nè. Ở đây là có một cái nút để mà chúng ta chỉnh cái hàng ghế ở bên kia. Loa Bumpmaster là một cái điều không thể thiếu trên chiếc xe GLS 450 sang trọng này.
Ở đây là những cái chi tiết được thiết kế là nó khá là dễ thương các bạn ha. Nó nhìn nó gọn gàng và nó thiết kế là những cái hình vuông thôi. Hình vuông được bo tròn rất là đẹp nên nó sẽ rất là khác thiết kế so với những cái chiếc xe GLC hoặc là xe Y hoặc là xe S ha. Nó khác chỗ này. Thì về phần thiết kế thì Di không có nói nhiều ha, Di sẽ đi nhanh qua. Và đây là cái khoang nội thất cực kỳ sang trọng, cực kỳ rộng rãi của chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 này. Thì cái vô lăng này thì nó sẽ giống như cái vô lăng của những cái dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Đây là cái vô lăng thiết kế mới ha. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái khu vực này để điều khiển cái màn hình ở phía bên tay phải. Còn khu vực này để chúng ta điều khiển cái màn hình táp lô. Đó, thì Di cũng không nói nhiều nữa. Những cái nút bấm bên đây thì bây giờ nó sẽ tích hợp rất là nhiều thứ rồi. Chúng ta đang di chuyển xe, chúng ta đang lái xe thì chúng ta có thể là sử dụng hầu hết tất cả những cái tính năng ở trên cái màn hình giải trí đó, hoặc là qua những cái tính năng bằng ra lệnh bằng giọng nói. Ok, về cái phần thiết kế của nội thất này thì các bạn sẽ thấy rất là giống trên chiếc xe GLE 450 đúng không? Nè, ở đây là những cái nút bấm là chúng ta chỉnh đèn nè các bạn, rất là đẹp ha. Bây giờ nó thiết kế lại gọn gàng thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Thì thật sự đối với cái xe GLS 450 này á, thì là một chiếc xe SUV full size. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào bên trong á các bạn, thì cái chiếc xe SUV này á, nó cái phần thiết kế của nội thất của nó không có hẳn là giống như một chiếc SUV hoàn toàn đâu. Nó rất là mềm mại, cũng giống như là nhẹ nhàng thôi, nó cũng không quá là khô cứng. Đó, đối với những cái chiếc SUV mà thiết kế trước đây của Mercedes-Benz thì bên trong thường là thiết kế khá là khô, thô cứng và khá là coi như là góc cạnh. Nhưng mà đối với chiếc xe GLS này thì cái ngôn ngữ thiết kế của Mercedes-Benz bây giờ nó thiết kế lại khác rồi các bạn. Nó sẽ không còn làm giống như trước đây nữa. Các bạn thấy nè, thì cái ghế xe được thiết kế nè, rất là đẹp không? Rất là dày và chỗ này là cái chỗ mà để mà nó ôm người chúng ta nè các bạn. Đó, hai cái mép của ghế nè. Đó, và cái da trên cái chiếc xe GLS 450 này nó cũng rất là đẹp nha. Thì nó sử dụng hai cái da khác nhau trên cái ghế này. Đó, các bạn sẽ thấy ở chi tiết gói đầu này nó sẽ sử dụng một cái da khác nè. Có nghĩa là cái da này á, khi mà chúng ta nhìn mà cận cảnh đó các bạn, nhìn rõ bên ngoài, không biết là camera các bạn có thấy không, thì cái da này nó là cái da có rất là nhiều sần. Cái da nó sần và nó có rất là nhiều vân đó các bạn. Rất là nhiều vân ở trong đây nè. Các bạn thấy không? Đó. Và cái chi tiết da ở giữa này á, thì nó đỡ sần hơn. Có nghĩa là những cái vân của nó nhẹ, nó nhuyễn hơn, nó mỏng hơn các bạn. Thì cái ghế, một cái ghế thôi nhưng mà nó sử dụng hai chất liệu da, nhìn như thế nó sẽ đẹp hơn. Ok, bây giờ Duy sẽ đi vào bên trong cái khoang nội thất này cũng như là nổ máy lên cho các bạn xem nha. Thì đối với cái xe GLS 450 này thì nó cũng được trang bị cái đèn viền nội thất là 64 màu. Nhưng đối với cái đèn viền nội thất của chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy nè, những cái đường chỉ thôi, chứ nó không có làm cái đèn mà dạng hắt ánh sáng ra bên ngoài giống như là cái chiếc xe GLC hoặc là xe Y hoặc là xe S đó, mà nó làm những cái đèn viền nội thất nó như thế này. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào thì nó giống như một cái đường màu dạ quang nó chạy luôn, chứ nó không phải là cái đèn viền nữa. Ok, bây giờ Di sẽ khởi động động cơ lên nha. Khi mà Di nổ máy lên á, thì cái ghế nó sẽ chỉnh về cái vị trí mà trước đó người khác đã chỉnh ha. Và đặc biệt một cái điều nữa các bạn, là cái chiếc xe GLS 450 này á, là được trang bị cái động cơ V6 nhưng tích hợp thêm cái motor điện 48V, cho nên là khi Di nổ máy các bạn, nó rất là nhẹ nhàng. Cái cảm giác nó sẽ không giống như là động cơ xăng truyền thống. Đó, nếu mà cái tiếng máy lạnh của chiếc xe này nó không có được bật lên á, thì Duy nghĩ là Duy cũng sẽ không biết là chiếc xe đã được nổ máy hay chưa luôn á. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái động cơ được trang bị motor điện và cái động cơ không có được trang bị motor điện. Thì với cái động cơ của chiếc xe GLS 450 này thì một lát Duy sẽ nói nhiều hơn ha. Một lát khi mà đi ra bên ngoài cũng như là xem cái phần động cơ thì Duy sẽ nói rõ hơn về cái động cơ này cho các bạn xem. Ok, thì về cái phần thiết kế của cái chiếc nội thất của chiếc xe GLS 450 này thì Di cũng không cần phải nói quá nhiều, cũng như là cho các bạn tự nhận xét thôi ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là những cái hốc gió máy lạnh nó không được thiết kế dạng tròn nữa, mà nó thiết kế cái dạng vuông này nè. Đó, các bạn thấy không? Thì đối với cái chiếc xe SUV mà, cho nên là Di nghĩ là thiết kế theo cái ô vuông thì nó sẽ đúng hơn, đúng chất hơn so với chiếc xe SUV ha. Thực sự khi mà ngồi bên trong này thì cảm giác nó rất là rộng các bạn, rất là đã. Thì thử tưởng tượng các bạn là chúng ta di chuyển một đi du lịch ha,
cuối tuần cả nhà chúng ta đi du lịch ha, đi Phan Thiết ha, đi Đà Lạt ha, trên chiếc xe GS450 này thì tuyệt vời quá rồi. Đó, Duy nghĩ là chắc là lái xe mà vài trăm cây số thì các bạn sẽ không mệt mỏi gì trên chiếc xe GS này đâu. Bởi vì là hệ thống treo xe của nó, hệ thống treo bằng khí nén nè, động cơ của nó là động cơ rất là mạnh mẽ nè, cũng như là đây là cái chiếc xe SUV full size nữa, cho nên là cực kỳ êm ái luôn. Chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta phải sướng hơn đúng không các bạn? Tuyệt vời quá. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái chỗ mà để chúng ta tay nắm nè. Thì cái tay nắm này thứ nhất là để chúng ta khi mà chiếc xe SUV này á, di chuyển trên những cái đoạn đường mà xấu, những cái đoạn đường mà dốc hoặc là mấp mô á các bạn, thì cái người ngồi bên cạnh có thể là nắm vào đây ha. Và thứ hai nữa là nhìn nó cũng rất là đẹp, rất là phù hợp với một chiếc xe SUV. Còn cái khu vực này bây giờ được thiết kế phẳng các bạn, nó sẽ không có thiết kế dạng thác đổ giống như là trên chiếc xe giống như là trên chiếc xe GLC hoặc là chiếc xe C hoặc là chiếc xe Y, mà chỗ này nó thiết kế dạng phẳng luôn ha. Các bạn thấy nè, chỗ này được thiết kế rất là rộng ha. Ok các bạn ơi, bây giờ Duy sẽ tiếp tục ha, cho các bạn xem cái phần này. Thì chỗ này là được ốp gỗ bạn, gọi là open pull arch, thì nó gọi là gỗ tầng bì á. Thì cái gỗ này nó màu đen xám ha, nhìn nó rất là đẹp ha, sờ vào cảm giác nó sần sùi luôn á. Nó để lộ cái mặt gỗ tự nhiên luôn, nó sẽ không có phủ bóng lên này nữa. Ok, bây giờ Duy sẽ mở ra. Khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây ha. Rồi tiếp theo nữa là hai cái USB để chúng ta sạc điện thoại hoặc cũng như là kết nối cái Apple CarPlay Update qua cái USB Type-C. Thì các bạn thấy là USB Type-C bây giờ được trang bị trên những dòng xe mới hiện tại bây giờ rồi. Và chắc chắn bạn những cái thiết bị smartphone sau này á, thì họ dần dần cũng sẽ chuyển sang dạng USB Type-C thôi. Bởi vì là ở đây nó sẽ sạc nhanh hơn cũng như là truyền tải dữ liệu nhanh hơn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có hai cái chỗ để mà chúng ta để cốc nè ha. Ở đây nó cũng có đèn nè. Đó, các bạn có thể đóng lại chỗ này ha. Rồi chúng ta có thể bấm nút này để mà cho nó giữ chặt cái ly chúng ta hơn. Đó, rất là hay. Ok, bây giờ sẽ đóng lại. Khi mà chúng ta đóng lại các bạn, cảm giác nó giống như là nó có một cái 500 để hít á. Nó kiểu cái tạch cái. Rất là hay, rất là tinh tế luôn. Còn cái chỗ này là cái chỗ touchpad ha, nó sẽ giống như chiếc xe GLC 300 hoặc là GA450. Cái touchpad này được thiết kế lại rồi. Khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ có cái tiếng kêu cũng như là có một cái độ rung lên để cho chúng ta biết là cái thao tác của chúng ta đã được thực hiện rồi. Thì tiếp theo nữa là Duy sẽ cho các bạn xem cái khu vực này nè. Cái khu vực này thì nó sẽ rất là khác nhiều so với những cái dòng xe khác ha, của Mercedes-Benz. Chẳng hạn như ở đây nó có một cái chữ là Dynamic nè các bạn, là cũng là cái nút để chúng ta chuyển đổi chế độ lái thôi. Nhưng mà đối với cái chiếc xe SUV này á, thì cái chế độ lái nó sẽ khác rất là nhiều so với những chiếc xe đường phố ha. Ok, bây giờ Duy sẽ thử nha. Gạt xuống. Thì đầu tiên nó là cái tính năng lái Eco. Thì đối với tính năng lái Eco thì các bạn đã biết rồi, nó sẽ rất là giống so với những cái tính năng lái Eco khác của những dòng xe khác. Chủ yếu là tiết kiệm nhiên liệu khi chúng ta đi thành phố hoặc là đi trong những cái đoạn đường mà chúng ta bị kẹt xe. Ok, và tiếp theo nữa nè, thì là chế độ lái Comfort thì cũng vậy ha. Chủ yếu chúng ta đi hàng ngày cũng như là đi trong thành phố hoặc là đi trên những cái đoạn đường trường. Còn chế độ lái Sport nè, thì để chúng ta trải nghiệm trên những đoạn đường cao tốc. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ lái Sport này thì các bạn sẽ thấy rồi, cái xe của chúng ta nó sẽ bốc hơn cũng như là cho cảm giác lái phấn khích hơn. Và một cái điều đặc biệt các bạn là đối với cái chiếc xe đối với xe GS450 này, nó có một cái tính năng nữa là lái Approach, là tính năng lái vượt địa hình ha. Thì khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường mà quá xấu, những cái đoạn đường mà đồi núi hoặc là nhiều đá tảng này nọ đó, thì chúng ta có thể chọn cái chế độ lái off-road này. Thì khi qua chọn cái chế độ lái off-road này thì cái đèn xe của chúng ta nó cũng sẽ hoạt động theo tính năng lái off-road, có nghĩa là nó mở rộng hơn. Hoặc là khi mà chúng ta lái chế độ off-road này thì cái phuộc xe của chúng ta nó tự động nâng cao hơn, cũng như là tốc độ cao nhất nó chỉ cho chúng ta chạy là 110 km/h thôi các bạn. Đó. Và đối với cái chiếc xe GS450 này là cái chiếc xe chuyên về địa hình mà, cho nên là khi mà chúng ta đi đường địa hình thì chúng ta có thể chuyển qua một chế độ lái riêng biệt dành cho nó ha. Thì chỉ có trên chiếc xe GS hoặc là chiếc xe GLE 450 mới được trang bị cái tính năng lái off-road chuyên dụng này. Ok, thì đối với cái tính năng lái off-road chuyên dụng này á, thì nó sẽ kết hợp cùng với cái hệ thống treo các bạn ha, hệ thống treo của chiếc xe này đó. Bởi vì đây là hệ thống treo bằng khí nén mà, cho nên là khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường mà quá xấu á, thì hồi nãy Duy đã cho các bạn xem rồi, cái phuộc xe nó nâng lên rất là cao
ha, chúng ta có thể chỉnh được cái hệ thống phuộc này ở những cái level, những cái mức độ khác nhau được. Ok các bạn, tiếp theo là các bạn sẽ thấy cái nút hình chiếc xe chỗ này ha. Bây giờ Duy sẽ bấm cái nút này cho các bạn xem. Thì đối với cái nút này thì Duy cũng chưa rõ nó là cái gì ha, thử thôi. Ok, khi mà bấm cái nút này là cái nút mà truy cập nhanh, trên màn hình nó thể hiện tiếng Việt cho chúng ta luôn nè, truy cập nhanh. Thì đầu tiên là ESP, hệ thống cân bằng điện tử, rồi chúng ta có thể cài đặt ở đây ha, hệ thống mà Bactronic nè, tắt mở cảm biến xe nè. Còn cái này là cái tính năng mà hạ thấp khi lên xe, có nghĩa là khi mà chúng ta tắt máy á, hạ thấp cái xe xuống, rồi chúng ta mỗi lần đi lên xe, đi lên đi xuống thì cái xe nó hạ thấp xuống để đi lên đi xuống nó được tiện lợi hơn, thoải mái hơn ha. Và chữ M này là tính năng lái manual, là sang số bằng tay nè. Đó, DSR là tính năng mà hỗ trợ để chúng ta đi xuống dốc. Thì đối với tính năng DSR này thì nó cho chúng ta xuống dốc ở tốc độ là 6 km/h. Thì cái hệ thống thắng tự động nó ghìm lại các bạn, chúng ta sẽ không thắng luôn, nó chỉ chạy tối đa là 6 km/h thôi. Và ở đây tính năng này, à cái tính năng này là gọi là chế độ rửa xe nè các bạn. Đối với chiếc xe GS này là trang bị tính năng này rất là hay. Đó, ở nước ngoài thì chúng ta có những cái mà hệ thống mà rửa xe thông minh á, khi mà xe chúng ta mà đưa vào trong đó thì tự động là hệ thống rửa xe nó sẽ hoạt động, rồi đến lúc mà nó chạy ga dây chuyền thôi. Đó, thì cái chiếc xe GS này được trang bị cái tính năng chế độ rửa xe tự động. Có nghĩa là khi mà chúng ta đưa chiếc xe chúng ta vào dây chuyền á thì tự động ha, thì cốp xe được nâng lên nè, gương xe được gập vào nè, Bactronic được tắt nè, cảm biến mưa tắt, càng gạt nước mưa sao tắt nè, cửa sổ trời đã đóng và cửa sổ đã đóng. Nếu mà chúng ta chọn vào ha các bạn thì đó, những cái gì mà của chiếc xe mà nó chưa có được hoạt động đầy đủ giống như cái bảng này á, thì nó sẽ hoạt động để cho xe chúng ta rửa xe, nó rửa xe được, coi như là nó không bị nước xịt vào bên trong. À, bây giờ Di thử nha, Di thử là Di dừng cái này đi, rồi bây giờ Di mở cửa sổ trời ra, Di mở cửa sổ trời ra nha, cũng như là mở cái kính này xuống. Ok, bây giờ Di sẽ kích hoạt cái tính năng mà chế độ rửa xe này của chiếc xe, coi những cái cửa sổ hoặc là những cái cửa sổ trời nó sẽ hoạt động đóng lại hay không nha. Đóng rồi các bạn nha, đó các bạn thấy không, cửa sổ trời đóng lại, cửa đóng lại ha, để bắt đầu đưa vào trong rửa xe. Thì cái chế độ này thì nó rất là hay, nhưng mà Duy nghĩ ở Việt Nam mình nó sẽ không có, nó không có sử dụng được ha. Hy vọng sau này Việt Nam mình có những cái tính năng rửa xe tự động thì đối với chiếc xe GS này nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, rất là hay. Bây giờ tiếp theo nữa thì đối với những cái hệ thống hỗ trợ xe hoặc là đèn viền nội thất này nọ thì Di cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi, tại vì nó rất là giống như những cái dòng xe khác ha, không cần phải nói nhiều nữa, rất là đẹp các bạn. Các bạn thử hình dung coi, với những cái đèn viền nội thất như thế này mà buổi tối các bạn đi là tuyệt vời quá rồi. Ở đây là những cái nút mà để chúng ta chỉnh máy lạnh nè. Thì đối với cái chiếc xe GS450 này thì được thiết kế lại hoàn toàn luôn, nó rất là khác so với tất cả những chiếc xe Mercedes-Benz. Những cái nút bấm thiết kế rất là đẹp bạn. Thì nó thiết kế rất là nhỏ nhắn thôi ha, nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Cái nút này để chúng ta chỉnh nhiệt độ nè. Mặc dù đã trải nghiệm rất là nhiều những dòng xe của Mercedes-Benz, hầu như là ngày nào cũng tiếp xúc với xe Mercedes-Benz các bạn, nhưng mà khi mà Duy lên chiếc xe Mercedes-Benz GS450 này á, thì giống như là mình rất là bỡ ngỡ, bởi vì là cái cách thiết kế của cái chiếc xe GS450 này rất là lạ, nó rất là khác. Chỗ này các bạn biết chỗ này là cái gì không? Chỗ này chỉ là cái chi tiết để chúng ta tựa tay ở đây thôi, tựa tay để chúng ta mà cảm ứng ở đây thôi. À, mặc dù là một cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà Mercedes-Benz họ vẫn thiết kế cho người dùng của chúng ta trải nghiệm một cách thoải mái nhất ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái hộp tủ này ra. Thì cái hộp tủ này nó cũng không có gì hết, bởi vì cái xe GS450 này nó không có trang bị tính năng xịt nước hoa thông minh. Ok, ở đây là cái nút mà chúng ta nâng gầm hạ gầm nè các bạn ha. Đó, khi mà chúng ta bật gì này thì gầm xe chúng ta sẽ nâng cao lên. Tiếp theo nữa thì ở trong cái hộc để tay này thì các bạn sẽ thấy nó được trang bị một cái USB Type-C ở đây ha, để cho chúng ta có thể là sạc điện thoại hoặc là kết nối để giải trí. Và GS450 thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần, cả trước và sau, nó rất là rộng nè các bạn thấy không. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe GS450 này. Ok,
Ok, thì đối với cái khoang sau của chiếc xe GS450 này á, thì nó có rất nhiều thứ để nói các bạn. Thì nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái chiếc xe GS trước đây. Chẳng hạn như là đối với chiếc xe GS trước đây á, các bạn chỉ việc chúng ta bấm ở đây á, thì cái ghế nó sẽ bật lên và để chúng ta đi vào. Nhưng đối với cái chiếc xe GS450 này á, thì chúng ta bấm ở đây thì nó sẽ đẩy cái ghế chúng ta lên thôi các bạn. Nó đẩy cái ghế lên thôi, nó sẽ không có gặp lại giống như cái phiên bản trước. À, tại vì khi mà nó gặp lại thì như thế chúng ta lại bất tiện, chúng ta lại đóng lên một lần nữa. À, thì nó chỉ bật lên như thế này rồi chúng ta đi vào chúng ta đóng lại thôi. À, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không mất công cũng như là không phải dùng lực để mà đóng cái ghế này giống như cái phiên bản 2019 nữa. À, thì đối với cái tính năng mà nó bật lên đó các bạn, thì chúng ta chỉ bằng bấm một chạm thôi. Nhưng mà đối với cái mà bật xuống như thế này á, thì chúng ta phải giữ luôn thì cái ghế của chúng ta mới bật xuống. Để như vậy chi các bạn, thì thật sự Mercedes-Benz họ cũng đã tính toán hết rồi. Tại vì khi mà chúng ta mà bấm cái chế độ tự động á, thì lỡ mà có người để chân ở đây nó bị kẹt cái chân á, thì nó rất là nguy hiểm ha. Thì với cái tính năng mà đóng lại thì Mercedes-Benz họ cho mình giữ cái nút này đến khi nào mà nó đóng lại thì thôi. À, một cái chi tiết nhỏ thôi, đôi khi mà mình không có nghĩ tới, nhưng mà những cái kỹ sư của Mercedes-Benz họ thiết kế ra chiếc xe này, họ đã tính toán tới mức độ đó luôn rồi các bạn. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút mà để chúng ta chỉnh độ nghiêng của ghế nè. Thì cũng đây cũng là một cái chi tiết mới ở trên chiếc xe GS phiên bản 2020 này ha. Thì khi mà ngồi vào cái ghế của chiếc xe GS 450 này á, thì Duy cảm thấy một điều là cái ghế này nó được thiết kế chuẩn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy là cái hàng ghế, cái yên của nó được thiết kế chuẩn nè. À, khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta cảm giác là cái ghế của chúng ta nó sẽ ôm vào người và nó rất là thoải mái cho cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta đi di chuyển mà một đoạn đường dài khoảng 3 tiếng hoặc là 5 tiếng đồng hồ. Ở đây thì nó có một cái chi tiết là để chúng ta chỉnh cái máy lạnh ở phía sau nè. Ở đây cũng vậy các bạn, cái này là chúng ta để điều chỉnh máy lạnh nè. À, thì đối với cái chiếc xe GS 450 này là hệ thống máy lạnh đa vùng tự động, cho nên là chúng ta có thể là chỉnh được hết những cái khu vực máy lạnh riêng biệt nhau luôn. Kể cả khi mà chúng ta đang lái các bạn, thì chúng ta có thể chỉnh được cái nhiệt độ máy lạnh cho từng cái khu vực phía sau này khác nhau được. Ở đây ha, những cái nút bấm được thiết kế rất là đẹp các bạn ha, tuyệt vời. Ok, và tiếp theo nữa là đối với cái xe GS này thì được trang bị cái rèm điện ha. À, thì đối với phiên bản trước đây thì chúng ta phải kéo bằng tay sang bên hông. À, nhưng mà đối với cái phiên bản mới này thì chúng ta chỉnh bằng điện luôn. Nó rất là hay. Ở đây thì chúng ta thấy là nó có một cái chỗ để chúng ta lắp đặt cái màn hình hoặc là một số cái thiết bị đi kèm ở đây. Ở đây thì cũng có máy lạnh ha các bạn. Đó, cửa gió máy lạnh ở đây. Ok, bây giờ Duy sẽ ra phía sau, hàng ghế sau cùng. Thì đối với chiếc xe GS 450 này thì cái là chiếc xe SUV full size, cho nên là chắc chắn cái hàng ghế sau cùng nó cũng sẽ thoải mái hơn nhiều so với đối với những cái phiên bản mà 7 chỗ thông thường. Các bạn thấy không, đây là những cái thanh răng nè các bạn, để cái ghế nó chạy ra phía sau nè. Đó, thì ngồi ở phía sau này thì các bạn thấy nè, cái đầu gối của Duy vẫn cách cái hàng ghế trước một khoảng ha, khoảng tầm 7 cm, khoảng 7 cm. Cảm giác khi ngồi ở phía sau này Duy vẫn cảm thấy là ok các bạn, vẫn thoải mái thôi. Thì ở đây nó được trang bị chúng ta hai cái USB Type-C để chúng ta sạc điện thoại nè. Còn cái nút này là để nút mà chúng ta chỉnh cái gì ta, cặp ghế. À, chỉnh cái ghế này ra phía trước nè các bạn thấy không nè. Đó, để chúng ta đi xuống ha. Đó, ở đây thì có một sợi dây kéo nè. Thì Duy nghĩ cái sợi dây kéo này nếu mà trong trường hợp mà cái nút điện này mà chúng ta không có bị hư á, chúng ta không có chỉnh được á các bạn, thì các bạn có thể sử dụng cái dây kéo này là sử dụng cơ. Đó, thì Mercedes-Benz họ tính toán hết rồi. Nếu mà trong trường hợp cái motor điện này nó bị hư thì chúng ta cũng thể đi ra ngoài chứ không ta không phải bị kẹt ở trong đây đâu. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450, thì với động cơ i6 và tích hợp thêm cái bộ motor điện 48V, thì cái động cơ này là một cái động cơ mới nhất cũng như là đạt rất là nhiều giải thưởng của Mercedes-Benz. GS 450 được trang bị 6 xi lanh thẳng hàng, động cơ 3.0 lít kết hợp với hộp số tự động 9 cấp cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 6,2 giây cho một chiếc xe SUV to tướng như thế này.
quá là tuyệt vời các bạn. Là các bạn biết trước đây á, thì thông thường Mercedes-Benz chỉ sản xuất những cái động cơ V thôi. Nhưng đối với chiếc xe GS450 này là sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng i6 và kết hợp thêm với motor điện 48V. Và đặc biệt một cái điều nữa các bạn, thì đối với cái bộ motor điện 48V này, nó sẽ được tích hợp trực tiếp ở trên bánh đà luôn, cho nên là đáp ứng cái công suất tức thời cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở trong thành phố ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất có thể. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái chữ là 6 cylinder nè các bạn. Đó, cái máy nó thiết kế rất là gọn và cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy không? Đó, ở đây thì khi mà các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái chi tiết nhựa rất là giống như carbon các bạn. Nhưng mà thật sự nó là nhựa thôi, nó không phải là carbon. Ở đây thì nó có những cái tấm để chúng ta là cách nhiệt nè. Đó, những cái tấm nhôm cách nhiệt và cách âm. Rất là đẹp ha. Các bạn thấy không? Ở đây có một cái thanh dằn, một cái khung bằng kim loại nè. Đó, được tích hợp chỗ này luôn. Đó rất là, có nghĩa là cái chiếc xe này về cái khung gầm của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Bảo bảo các bạn, không có chiếc xe nào mà có thể có cái khung gầm chắc chắn như với chiếc xe Mercedes-Benz GLS này hết. Vừa rồi thì Duy đã cho các bạn xem thật là kỹ chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 phiên bản 2020. Thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 này là một chiếc xe có thể nói là rất là nhiều những cải tiến, những cái nâng cấp mới so với những cái phiên bản trước đây. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 này với mức giá 4,9 tỷ đồng thì tại sao các bạn phải bỏ thêm mức giá gần như gấp đôi để sở hữu những cái dòng xe khác chưa chắc gì đã vượt trội hơn so với GLS 450 này. Và Duy khẳng định với các bạn một điều luôn, thì chiếc xe GS 450 phiên bản 2020 này là một chiếc xe không có đối thủ tại thị trường Việt Nam, và Duy dám khẳng định cái điều đó. Ok, bây giờ Duy sẽ xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.